Thị trường bất động sản gần như là đóng băng. Một số giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp được đề xuất như là hoàn thuế, xử lý trái phiếu, đẩy nhanh thủ tục để chuyển nhượng dự án, ưu tiên giải quyết vấn đề nhà ở xã hội và nhà ở thu nhập thấp. Cụ thể các giải pháp này nên được triển khai và thúc đẩy nhanh chóng như thế nào để gỡ khó cho thị trường? Tham gia bình luận tại trường quay ngày hôm nay xin được giới thiệu khách mời ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam. Kính chào quý vị, thị trường bất động sản thời gian gần đây gần như là không có giao dịch. Hơn một năm theo chiều hướng tụt dốc thì đến thời điểm này thị trường bất động sản lộ rõ những điểm nghẽn. Hiện phân khúc nhà chung cư cao cấp, biệt thự, nhà liền kề, biệt thự nghỉ dưỡng có mặt bằng, giá đang đi ngang, giữ ở mức cao, gần như không có giao dịch. Thì phân khúc nhà đất, nhà phố dưới 5 tỷ vẫn giao dịch bình thường. Bởi đó là nhu cầu ở thật của người dân chứ không phải đầu tư chờ sóng tăng giá. Đặc biệt chung cư giá rẻ, nhà giá rẻ có nhu cầu rất lớn nhưng lượng cung lại hầu như không có. Mất cân bằng giữa các phân khúc nhà ở đang là một điểm nghẽn lớn mà trong công điện chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn cho thị trường bất động sản mới đây của Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ ra. Cung và cầu các phân khúc bất động sản đều giảm mạnh. Trong khi đó thì mặt bằng giá được nhiều chuyên gia đánh giá là đang đi ngang. Ở một số địa phương từng gây ra cơn sốt của bất động sản như là Thanh Hóa, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Hòa Bình, Thái Bình thì đang ghi nhận tình trạng giảm giá để bán nhanh chóng thoát hàng. Thưa ông, mất cân đối các cái sản phẩm về bất động sản thì đang là cái điểm nghẽn lớn mà cần tháo gỡ trong thời điểm này. Tôi cũng biết rằng là trong giai đoạn gần đây, nhiều chủ đầu tư cũng đăng ký để tham gia làm nhà ở xã hội. Đương nhiên, trước hết là người ta cũng là hưởng ứng các cái tinh thần của quyết liệt của chính phủ. Thứ hai là người ta cũng phải cơ cấu lại các cái hoạt động sản xuất. Bởi vì nhà ở giá cao bây giờ đang không bán được, không hấp thụ được. Thì muốn hoạt động, muốn phát triển thì cũng phải cân đối để tham gia vào các cái phân khúc thấp hơn như nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, nhà ở thương mại giá rẻ. Tuy nhiên thì nếu như chúng ta các cái chính sách, nhất là những cái việc mà chúng ta không có những cái cơ chế để kiềm chế các cái hoạt động, các cái tình hình lạm phát, các cái hoạt động cung cấp đầu vào khác cũng cần phải có những cái chính sách để mà làm thế nào có cái sự hỗ trợ để giảm, tôi nói như sắt thép, vật liệu xây dựng, xi măng, đá cát sỏi chẳng hạn. Chúng tôi cũng được biết gần đây Bộ Xây dựng cũng có những cái quy định về định mức cho trong ngành xây dựng, công trình xây dựng, thì trong đó có cả liên quan đến những cái định mức trong nhà ở xã hội mà chúng tôi cho rằng không nên phích chặt cái vấn đề này. Sự trầm lắng của thị trường được cho là vòng xoay đúng quỹ đạo sau một khoảng thời gian tăng nóng của thị trường bất động sản. Bởi trước đó thì vốn dành cho thị trường này chỉ có khoảng là 10% là vốn thật, vốn tự có, còn có tới 70% nguồn vốn cho bất động sản là đến từ tín dụng. Ngay trong ngày hôm qua, Thủ tướng đã có công điện gửi các bộ trưởng có liên quan và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành yêu cầu triển khai ngay một số giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ở ổn định, lành mạnh và bền vững. Vâng, thưa ông, trước khi mà có công điện của Thủ tướng thì cũng đang có một cái sự tranh luận cho rằng là nên hay không nên bơm thêm tiền vào thị trường bất động sản để giải cứu thị trường này. Và đến thời điểm này thì theo ý kiến của ông là như thế nào? Là rất cần phải có những cái xử lý, cái điều hành để tháo được các cái điểm nghẽn ấy ra. Thì cái công điện 1164 của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 14 tháng 12 vừa qua thì chúng tôi cho rằng là có một cái tính đã nghiên cứu rất cẩn trọng để mà chỉ đạo tháo gỡ chính là hai cái điểm nghẽn mà chúng thị trường bất động sản đang gặp phải. Điểm nghẽn thứ nhất là vấn đề về các cái chính sách tháo gỡ ra, cái nào cần thiết phải làm ngay, đặc biệt là đối với những dự án mà nó mang đến cho thị trường những cái nguồn hàng phù hợp. Thí dụ như nhà ở xã hội, thí dụ như các công trình dịch vụ phục vụ cho xã hội thì cần phải có những cái điều chỉnh để phê duyệt nó. Lạm phát cũng đang được kiểm soát tốt, tức là chúng ta chưa bị lạm phát thì rõ ràng vẫn phải cần cởi nới ra, các cái mở thêm cái room, bơm thêm vốn vào để kích hoạt thị trường. Trước đây chúng tôi còn nhớ cái thời kỳ khủng hoảng của 2008 đến 2013, nó cũng bị nghẽn thị trường, thì khi đó chính sách là bơm tiền vào, ví dụ 30.000 tỷ. Thì bây giờ cũng vậy, chúng tôi nghĩ rằng
chính sách cũng cần có những cái tạo ra những cái dòng vốn, tạo ra những cái chính sách để có cú hích. Như kiểu gói 30.000 tỷ chúng ta có thể cho các dự án hiện nay đang bị tồn kho, chuyển từ thương mại, chuyển từ cao cấp sang nhà ở giá rẻ, sang nhà ở xã hội, thì cho tiếp cận với những cái dòng vốn mà có thể mở ra điều chỉnh để cho nó kích hoạt thị trường. Bất động sản xây dựng thì hiện chiếm khoảng 10% GDP, và nếu như bất động sản giảm giá, người ta sẽ có xu hướng là tăng tiết kiệm, gián tiếp ảnh hưởng đến tổng cầu của nền kinh tế. Đây là một lĩnh vực nhạy cảm không chỉ ở Việt Nam. Một sự tăng giá quá nhanh so với thu nhập của người dân thì sẽ dẫn đến nguy cơ bong bóng, nhưng sự đổ vỡ quá mức của thị trường này thì cũng đáng ngại không kém. Cuộc khủng hoảng bong bóng bất động sản tại Mỹ vào năm 2007 đã kéo theo làn sóng vỡ nợ và gây suy thoái sâu rộng trên toàn cầu. Vâng, thưa ông, ở đây thì chúng ta muốn nói đến một cái điểm hài hòa lợi ích. Bước qua cái câu chuyện là bơm vốn hay không bơm vốn vào thị trường, mà đây chúng tôi đang muốn nói đến cái việc là cân đối nguồn vốn. Vậy thì các cái công cụ tài chính phù hợp cho bất động sản trong cái thời gian tới nên được điều chỉnh như thế nào? Cái ngành bất động sản ở Việt Nam đang phụ thuộc rất nhiều vào tín dụng, chủ yếu là tín dụng, chủ yếu là huy động trước của người dân. Và gần đây thì chúng ta có một cái kênh mới là phát hành trái phiếu, bắt đầu thực thi từ đầu năm 2021, nhưng đến nay thì cũng lại đang có những cái sự trục trặc. Mặc dù cái tỷ trọng vốn của cái thị trường trái phiếu này chưa nhiều, nhưng nó sẽ là một cái xu hướng để thay thế dần cái thị trường tín dụng. Cho nên chúng ta cần phải đẩy mạnh nó theo hướng là lành mạnh và được kiểm soát tốt nhất có thể, để cho cái hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp nó hiệu quả. Đâu đó vẫn còn thiếu rất nhiều những cái kênh dẫn vốn mà quốc tế ở các quốc gia khác họ đang ứng dụng, họ đang áp dụng. Thì chúng ta còn cần phải phát triển những cái như là các quỹ, đúng không ạ? Các quỹ đầu tư, quỹ tín thác, quỹ nhà ở, quỹ phát triển, vân vân. Thế thì bên cạnh cái thị trường vốn thì cái thị trường bất động sản còn cần phải cải thiện thêm bằng những cái điều phối nào khác nữa, ví dụ như là về thủ tục hoặc là những cái cơ chế hoàn vốn chẳng hạn? Thì điểm nghẽn này nó xuất phát từ rất nhiều các cái thủ tục đầu tư, thủ tục phê duyệt chủ đầu tư, thủ tục giao đất, thủ tục đền bù, thủ tục giải phóng mặt bằng, vân vân, rất nhiều những cái thủ tục mà nó tạo ra những cái sự khó khăn, đặc biệt là những cái việc như phê duyệt giá đất hiện nay chẳng hạn. Thì chúng tôi cho rằng là đang là một cái điểm nghẽn cực kỳ lớn mà nhiều địa phương hiện nay đang rất là khó khăn trong cái việc là xác định cái giá như thế nào để cho phù hợp, và chúng ta đang định hướng dần, tiệm cận dần đến cái chủ trương là giá đất sẽ gắn với giá thị trường mà không phải bằng khung giá bảng giá nữa. Và gần như các địa phương hiện nay cũng đang hướng đến việc đó, nhưng họ lúng túng. Cho vậy rất cần những cái quy định nó cụ thể, nó rõ ràng để làm cái hành lang cơ sở cho các cái địa phương người ta xử lý. Vâng. Năm 2021 và 2022 thì đã cho thấy sự tụt dốc nhanh chóng và đóng băng của thị trường bất động sản. Liệu năm 2023 với những tác động trong và ngoài nước thì thị trường bất động sản sẽ được dự báo như thế nào? Sẽ lập danh mục các dự án, rà soát quỹ đất để hoàn thiện thủ tục pháp lý, để lựa chọn các chủ đầu tư để thực hiện các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong khu công nghiệp, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ. Ngày thứ hai là sẽ phối hợp với các bộ ngành để chỉ đạo hướng dẫn các địa phương, các doanh nghiệp triển khai thực hiện có hiệu quả cái đề án để đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho các đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Trong công điện thì Thủ tướng cũng đặc biệt yêu cầu Bộ Tài chính rà soát việc phát hành trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản và có giải pháp phù hợp hiệu quả, góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, hiệu quả và bền vững. Các doanh nghiệp bất động sản, các doanh nghiệp có liên quan để chủ động cơ cấu lại các phân khúc khách hàng và các sản phẩm, giá cả, thời hạn thanh toán và phương thức thanh toán phù hợp, khả thi, thuận lợi cho khách hàng, người dân, nhất là những đối tượng có nhu cầu thực sự và có tính khả thi. Hy vọng là với những giải pháp kịp thời thì thị trường bất động sản sẽ có những chuyển biến tích cực trong thời gian tới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt.